Hello anh em. Thì mình kiếm được đủ 5 cái móc rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ đi lên trên tầng 2 để mình phơi quần áo nha anh em. À, mình đi lên tầng 3. Hiện tại giờ mình đang đứng ở trên tầng 3. Đó. Ui rồi. Ngoài đây. Ngoài đây nó tối lắm anh ạ. Hay là mình cầm vào trong mình phơi nhỉ? Không biết là tối nó có mưa không? Mình sợ tối nó mưa đấy anh em. Nào, sẽ phơi quần áo nha anh em. Ngoài đây nó là không có điện. Tới om mò om này. Để mình vào mình kiếm cái gì. Để mình để điện thoại cho anh em xem nhá. Đó, bật điện này. À, xem nào. À, bật lên thì nó cũng chẳng sáng được đâu nha. Ây. Mình sẽ kiếm cái gì để mình để điện thoại cho anh em xem. Anh em nhớ. Anh em ạ, mình sẽ đây, mình đã cứu cái rổ đây nha, cứu được cái rổ. Cái bóng điện ngoài này nó hỏng mất rồi, bật nó không lên. Cả mà ở ngoài đêm có bóng điện thì đẹp. Đấy, mình sẽ như này nữa. Đấy, xem sẽ đặt điện thoại ở trên đây từ đã. Đó, không cái này nó hỏng mất, cái này nó xước mất cái cam của mình. Mình vẫn đánh quả bóng xong anh ạ. À, mình lại tìm được thêm cái móc nữa rồi, mình đã tìm được cái móc nữa rồi anh em. Em đấy. À đây lại có cái móc nữa này nha. Giờ mình phải đi nhặt móc. Để mình phơi quần áo. Không là mình không có móc. Đó anh em ơi. À, mình đã nhặt được cái này. Là mình đẫm vào. Điện thoại nó không bị hỏng anh em ạ, nó không bị rơi. Đấy, anh em thấy không, mình thật là thông minh mà anh em. Giờ mình sẽ phơi quần áo. Kiếm chỗ nào phơi gió nó không bay được ấy, này gió nó vẫn bay bình thường. Mình phải đi kiếm cái đoạn cán đoạn ống, mình sẽ đi kiếm đoạn ống nha anh em. Chỗ này mình vẫn chưa thể phơi được. Đấy.